Xin chào các bạn đến với video cuối cùng trong chuyên mục Q&A. Vâng, chính xác, đây là video cuối cùng. Tại vì gần đây thì mình đã bố trí được thời gian livestream khá là đều đặn một tuần 1 đến 2 buổi ở trên kênh YouTube rồi. Thế nên là các bạn có thể theo dõi mình và đặt ra những cái câu hỏi thẳng trực tiếp trên những buổi live luôn. Nên cái phần chuyên mục Q&A này mình cảm thấy rằng là nó không còn gọi là quá là hữu dụng với các bạn nữa. Và để các bạn có những câu trả lời ngay lập tức thì các bạn có thể tham gia những cái buổi live của mình. Còn những cái buổi Q&A này thì mình cảm giác là bây giờ nó không còn cần thiết nữa. Nên là mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để đưa vào những cái video review. Và ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời những cái câu hỏi cuối cùng ở trong một cái bài post ở trên YouTube khá là lâu rồi. Và chúng ta hãy cùng nhau xem đó là những câu hỏi cuối cùng nào nha. Đây, và đây là những cái câu hỏi mà các bạn đặt ra thì mình sẽ chọn lọc để trả lời trong video lần này. Đầu tiên đó chính là một câu hỏi của bạn Hoàng Lê. Bạn ấy có hỏi mình là: anh cho em hỏi Missoni Way có thể sử dụng làm signature scent được không, và có thể recommend một vài mùi thích hợp để làm signature scent. Thì mình nghĩ rằng là câu hỏi đặt ra tầm 1 tháng trước, các bạn đang tìm mùi cho mùa hè. Và đối với Missoni Way thì các bạn đã biết rằng là Missoni Way bây giờ nó hot như thế nào ở trên thị trường. Mình cũng rất là may mắn như là một trong những người review đầu tiên ở Việt Nam về em Missoni Way đấy. Và hiện tại có Missoni Parfum và đang có vài mùi Missoni của nữ, các bạn nhìn thấy ở trên bàn đây. Sắp tới mình sẽ làm. Thì với cá nhân mình, Missoni Way không phải là một cái mùi có thể làm signature scent được. Signature scent nó sẽ là một cái mùi đặc biệt, nó phải khác lạ hơn với những cái mùi phổ thông ở trên thị trường. Và Missoni Way thì mình đánh giá cơ bản là một cái mùi đa dụng cho mùa hè nịnh mũi, nên là nó sẽ không phải là một cái mùi được đánh giá cao ở trong cái mảng signature scent. Và nếu như để sử dụng signature scent cho mùa hè thì mình nghĩ rằng là một vài con, thí dụ như kiểu là con trà Bulgari phiên bản Extreme này, một cái mùi trà khá là hay ở trên thị trường, không quá nhiều người dùng. Bên cạnh đó thì bạn có thể mua Get 1981 Indigo. Đây là một cái mùi sung và dừa cũng khá đặc biệt để có thể sử dụng làm signature scent. Bên cạnh đó thì bạn có thể tham khảo thêm ở trong cái lít nước hoa mùa hè cho nam giá rẻ. Đó đều là những cái lựa chọn rất là ok. Và nếu như bạn cảm thấy rằng là nó vẫn không ok lắm với bạn trong những cái list mà mình đã đưa ra, thì bạn có thể inbox cho mình sẽ gửi cho bạn thêm một vài con ở phân khúc tầm cao hơn một xíu. Câu hỏi tiếp theo của bạn Kiên Nguyễn, bạn ấy có hỏi mình là: anh recommend một số chai nước hoa mùi trà dùng cho mùa hè đi. Em con trai nhưng mà đặc biệt là thích mùi trà và nhài. Thì như lúc nãy chúng ta có một con đó là Bulgari Extreme, là một cái mùi trà nhá. Thì thực ra trong này có hai con, đó là Bulgari Pearl Home và Bulgari Extreme, thì em đều có thể mua, nó là một trong những mùi trà khá là rẻ. Bên cạnh đó thì em có thể thử Oolong Cha, một cái mùi trà xanh tươi, ngửi khá là dễ chịu cùng với xì chút bám tỏa cực kỳ tốt. Đó, nhiều người thì nói rằng là nó giống với mùi nước rửa bát, nhưng mà đợt tới đây anh sẽ có một cái video đi quay phỏng vấn thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trong video đấy. Nếu mà ở cái phân khúc trà nó cao hơn một xíu và nó hơi khó tìm thì bạn có thể mua Gucci Perfume 2, mùi trà và thuốc lá cũng rất là dễ chịu. Nó có thể là dày dặn hơn so với những cái mùi trà mình vừa recommend ở kia. Nhưng mà đấy là một cái mùi trà mà mình nghĩ rằng là bạn nên thử, trà thuốc lá ngửi rất là hay, Gucci Perfume 2, mình sẽ để hình ở đây nhá. Ở cái phân khúc cao hơn, nếu mà mùi trà mà nhài những thứ thì có thể mua Replica Matcha Meditation. Nhưng mà con này thì nó có thiên hướng là dùng trong văn phòng mùa hè, hoặc là dùng trong những ngày mát mẻ hơn. Mùi trà cùng với nhài về sau dry down lên nhài ngọt khá là nhiều, chứ không phải là nhài kiểu thuần sáng xanh. Đó, ở đây mình có một con nữa, đó là con Blue Matcha của Montel. Con này đang test, được tới thì sẽ có video. Blue Matcha của Montel thì sẽ là một cái mùi trà dành cho việc là những ngày trời nó mát. Em này thì mùi nó tối hơn so với Replica Matcha Meditation, nhưng mà cũng là một trong những cái mùi trà khá là ổn nếu như bạn cân nhắc về số lần xịt vào trong mùa hè. Em này thì cái vai, cái DNA của nó khác hẳn những cái con của nhà Montel, nhưng các bạn không phải sợ nó bị gắt hay nồng mùa hè đâu. Và ở cái phân khúc cao hơn thì bạn có thể mua Sejop Manifesto, một cái mùi giống với trà của Kiss Silver Mountain này. Hoặc là bên cạnh đó thì bạn có thể mua những cái mùi, thí dụ như kiểu The Noir 29, nếu như có tiền tốt mua The Noir 29 này. Nếu mà không lăn tăn quá về tiền và các bạn muốn một mùi trà nhài nữa thì bạn có thể mua con Imperial Tea, một cái mùi trà nhài rất là thuần nhưng mà với cái giá hiện tại hơi cao. Nhưng mà nếu mà không lăn tăn về giá thì có thể mua con đó nha. Còn Minty Men nữa, một cái mùi mình đã recommend rồi.
mùi Minty Me là mùi trà đi max sữa, ngửi rất là dễ chịu. Có một cái câu hỏi nữa của bạn Tân Beta, bạn hỏi là anh thích perfumer nào nhất và lý do anh hâm mộ người đó. Thì mình thời gian gần đây mình đọc khá nhiều về Kilian Hennessy. Ông là chủ của thương hiệu Kilian. Ông ấy có một cái bước đi rất đặc biệt, đó là ông ấy không đi theo con đường của gia đình. Khi mà con đường gia đình ông là một gia đình sản xuất rượu cognac rất là nổi tiếng trên thế giới, cái thương hiệu Hennessy chắc là ai cũng biết, nhưng mà ông thì lại muốn đứng riêng ra, không bị gọi là chi phối bởi gia đình, không bị bởi cái bóng của gia đình rất là lớn. Thế nên là ông đã đi học trong ngành hương, và sau đó thì ông đã theo học rất là nhiều những cái perfumer nổi tiếng, và đến bây giờ thì ông đã thành lập cho mình một thương hiệu Kilian. Và cái nốt hương mà mình thích đó là nốt hương của rượu, thì Kilian Hennessy rất là mạnh cái nốt hương đấy. Ông có một cái tuổi thơ sinh sống ở trong những cái kho, những cái hầm rượu. Ở trong đó thì ông có chia sẻ rằng tại sao những cái mùi hương của ông luôn luôn có rượu, luôn luôn có một chút trái cây, một chút ngọt của vani. Tại vì ông có nói rằng là từ bé, từ hồi tầm 7-8 tuổi, ông đã được tiếp xúc với việc là thường xuyên xuống hầm rượu và ngày ngày ngửi cái mùi của những cái thùng gỗ sồi, của cái mùi rượu, của cái mùi trái cây. Nên là ông ấy rất là thích và thường tất cả những chai nước hoa ông ấy làm mạnh thì đa số đều là những cái chai nước hoa có mùi rượu, trái cây và gỗ sồi. Và đó cũng là cái lý do mà mình thích ông Kilian Hennessy vào cái thời điểm hiện tại nhá. Trước đây thì mình có thích Rosa này, mình có thích Barnigo này, nhưng mà bây giờ mình đang khá là quan tâm đến những cái sản phẩm của nhà Kilian Hennessy. Bạn nào mà muốn follow, mà muốn xem thêm về Kilian Hennessy thì bạn có thể follow ở trên Instagram. Ông thỉnh thoảng có chia sẻ về những cái nguyên liệu tại sao nó lại làm ra như vậy, như kiểu vanilla và vanillin rồi hoa huệ các thứ, rất là hay. Nếu như bạn nào mà có tiếng Anh tốt một xíu thì bạn có thể nên follow ông ấy, up story rất là thường xuyên. Và đây cũng là một cái perfumer mà mình rất rất thích, tại vì nó đúng là cái nhóm hương mình yêu thích luôn. Một câu hỏi nữa của bạn Phạm Hậu, bạn hỏi rằng là anh ơi, hai chai Zadig Zit Him và Perlu EDT, chắc là Zadig Zit Him thôi, và chai Uncle Noah EDT thì chai nào ngon hơn, đặc biệt dành cho người trầm tính và ít nói? Thì thực sự là hai con mùi này thì một con nó sẽ có thiên hướng thiên ngọt, và một con thì có thiên hướng là kiểu hơi kiểu earthy, đất các thứ. Trong hai con này mình nghĩ là nếu mà hợp cái kiểu trầm tính ít nói thì bạn có thể mua Uncle Noah phiên bản EDT, phiên bản gốc, bạn có thể xịt con đó, rất là hợp với phong cách của bạn. Nhưng mà con này thì nó lại hơi khó ngửi, nên là nếu như bạn vẫn còn kiểu người mua em đó mà các bạn cảm thấy rằng là nó không ổn, nó không hợp với gu của bạn lắm, nó có vẻ gì đó hơi gọi là quá so với cái gu mùi của bạn, thì con Zit Him cũng là một con khá dễ chịu khi mà có độ bám tỏa ở mức trung bình. Nó không phải gọi là quá là tốt, nhưng mà cái mùi vani của Zit Him làm rất vừa phải, không quá là ngọt, không quá là thu hút, nhưng mà cũng đủ để bạn có thể gây ấn tượng với những người khác. Và mình nghĩ là bạn lên đây bạn đặt ra câu hỏi như vậy thì bạn cũng không phải là một người quá là trầm tính đâu, không phải kiểu trầm tính đến mức là không nói chuyện với ai cả. Nên là mình nghĩ rằng là nếu như bạn còn trẻ thì bạn nên thử Zadig Voto Zit Him hơn là Uncle Noah. Còn nếu mà để đúng nói theo kiểu trầm tính theo cái hiện mình hiểu nhá, thì Uncle Noah nó là lựa chọn rất tốt cho bạn. Tiếp tới chúng ta có câu hỏi của bạn Bá Nghĩa. Bạn ấy có hỏi rằng là có chai nước hoa nào hương thuốc lá như Replica, chắc là ra club rồi, hay là Burberry London Nam giá rẻ không anh mà hiệu năng mùi phải tốt ấy, những con Burberry bám tỏa kém quá. Thì thực sự là ở cái phân khúc của Burberry ở trên thị trường nó tầm hơn 1 triệu, nó khá là rẻ, và Burberry là một cái mùi thuốc lá rất là ngon rồi, nó chỉ bị một cái là hiệu năng kém thôi. Còn nếu mà bạn lên đến tầm Matcha, để lên tầm Replica, Ja Club, nó khoảng tầm cao hơn hẳn gần 3 triệu rồi, thì thứ nhất bạn có thể thử, nếu thích bám tỏa tốt bạn có thể thử Anharaman Tobacco Edition. Con này thì mình đã có một cái video review rồi, bạn có thể search trên kênh hoặc là mình sẽ cố gắng gắn cái link ở đây cho bạn xem. Con đấy mùi giống tobacco vani nhưng mà có cái thiên hướng là nó không bị sang trọng quá, cũng như là mùi nó bám tỏa rất là tốt. Con thứ hai mà các bạn thử đó là con Frank Booklet Tobacco, mùi thuốc lá mận, ngửi khá là juicy, ngọt. Và đấy là một trong những con thuốc lá khá là hay mà đợt tới mình cũng sẽ cố gắng cầm về trong mùa đông để review cho các bạn. Thuốc lá rẻ mà bám tỏa tốt nữa thì bạn có thể tham khảo, đó chính là Red Tobacco của nhà Mancera, một trong những nhà có độ bám tỏa kinh khủng khiếp. Và Red Tobacco cũng là một trong mùi thuốc lá khá là hay khi mà nó giống như cái mùi ở đầu những cái top đầu thuốc lá ấy,
rất hay. Nếu như có dịp thì mình sẽ review chi tiết cụ thể. Và đó là ba con ở cái phân khúc tầm loanh quanh giống giống với Sa Club và giống giống với Burberry London mà bạn có thể tham khảo nha. Câu hỏi của một bạn nữ, bạn Trần Alice, bạn ấy có hỏi rằng là: anh ơi, anh có thể giúp em chọn một trong những chai nước hoa mang màu sắc buồn cho một chiều buổi chiều mưa, ngồi cà phê ngắm mưa cùng một người đang có nỗi niềm tâm sự được không? Mang dáng vẻ trầm tính ấy nhưng mà đừng già quá. Em cảm ơn. Thì anh nghĩ là đây là một câu hỏi khá là hay khi mà hợp phong cách vậy. Và ngay khi nhắc tới em này, anh nghĩ là em có thể thử Uncle Noah của nhà Lalique. Nếu như nói mùi hương buồn, chắc là Uncle Noah của nhà Lalique làm rất là tốt. Nếu như em không muốn nó quá khó ngửi và nó có một cái chút gì đấy nó hơi ướt ướt một tí và nó sáng hơn một xíu so với hai cái phiên bản là Extreme và phiên bản gốc, thì em có thể thử phiên bản Sport. Anh nghĩ là đấy là một trong những cái phiên bản mà rất hợp vào những ngày trời mưa xịt, nó cũng rất là hợp gu, nó kiểu lạnh lạnh buồn buồn ấy. Và một cái con nữa mà em có thể tham khảo đó là con The Noir 29 của Lilabo. Với anh thì The Noir 29 không phải là một cái mùi quá là nịnh mũi, nhưng mà nó lại rất hợp để các bạn có thể ngồi nhâm nhi một cách cà phê vào buổi chiều mưa, hay là kiểu ngồi đàm đạo với những người kiểu đang có nỗi buồn, thì The Noir 29 nó lại kiểu rất là tĩnh lặng, nó rất là thanh tịnh mà bạn có thể dễ dàng kiểu nhận được cái nhìn nó thiện cảm và gần gũi của những người khác. Và đây cũng là cái câu hỏi để kết thúc trong cái video lần này, và hy vọng rằng là các bạn thấy video này ít nhiều giúp ích được các bạn phần nào đó. Và nếu như các bạn muốn đặt ra một câu hỏi và được cái sự trả lời ngay thì hãy theo dõi kênh của mình, ấn nút chuông để có thể nhận được những cái buổi mà mình like ở trên YouTube vào tối thứ tư hoặc là tối thứ bảy hàng tuần để đặt ra những cái câu hỏi và được nhận được câu trả lời ngay lập tức nhá. Và cái chuyên mục này thì xin phép được đóng lại tại đây. Nếu như sau này mình không like được nữa thì mình cũng sẽ mở lại chuyên mục này. Nhưng mà rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình trong cái thời gian mình mở chuyên mục Q&A. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn các bạn. Và nếu như các bạn thấy video hay, đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại. Bye bye.